xôn xao thông tin tẩy ông nội Lê Tùng Vân qua đời. Đoạn clip được lan truyền với nội dung ông Lê Tùng Vân sắp qua đời tại tỉnh Thất Bồng Lai được lan truyền trên mạng xã hội. Và thế nhưng sự thật phía sau là gì? Ông Lê Tùng Vân và tỉnh Thất Bồng Lai thiền am bên bờ vũ trụ trở thành những từ khóa hot trên mạng xã hội nhiều tháng qua. Giữa lúc ồn ào liên quan đến pháp luật của họ chưa có kết luận cuối cùng, dư luận không thể không chú ý nhất cử nhất động của những người trong cuộc, đặc biệt là ông Lê Tùng Vân. Dù trong diện bị điều tra nhưng được cho về nhà, cấm rời khỏi nơi cư trú, thỉnh thoảng dân mạng lại thấy ông xuất hiện trong các clip của phía tỉnh Thất Bồng Con. So với trước đây, sức khỏe của ông người này đã yếu hơn. Trong clip đón Tết cách đây không lâu, ông Dân thậm chí còn nói không tròn câu, liên tục kêu mệt và muốn đi nghỉ. Mới đây, cộng đồng mạng lại một phen đứng ngồi không yên khi xuất hiện đoạn clip có tiêu đề thầy ông nội sắp qua đời. Trong đó, ông Lê Tùng Vân nằm thiếp trên võng. Một cậu bé ngồi bên liên tục đưa võng và nói: bấm vào xem, nhiều người mới nhận ra tất cả chỉ là trò giật tiếp câu view quen thuộc. Đoạn clip hoàn toàn không có nói đến sức khỏe của ông Lê Tùng Vân, mà chỉ là màn độc thoại của cậu bé. Cậu bé biết mình nhìn thấy thầy ông nội bị mũi đốt nên lo lắng. Người ghi hình là Nhị Nguyên của tỉnh Thất Bồng Con còn bình tĩnh hỏi chuyện gì. Nếu không xem kỹ, hẳn cư dân mạng sẽ bị lừa một phen hú vía vì những con ngang đệ tử luôn trung thành với tà am bên bờ ruộng lúa. Có những bình luận phía đây được cư dân mạng bình luận trên cái đoạn clip như sau: hình ảnh thầy ông nội giận công phá mái nhà quá sức, em bé xua mũi cho bố một hình ảnh đẹp nên học hỏi, con hiếu thảo quá, dễ gì còn đẻ thêm vài đứa nữa he. Hôm bữa con thấy thầy con đọc mái nhà mà thầy tôi đau lưng nhưng quẩy Vinhouse còn sung lắm nha. Dưới đó là những cái phần bình luận của những độc giả khán giả đã bình luận ở trên đây. Nhiều người lại không thấy để tâm đến nội dung clip mà chăm chăm chú ý thầy Lê Tùng Vân và tỉnh Thất Bồng Con. Đây không phải là lần đầu tiên nhóm người sinh sống ở đây bị trở thành mục tiêu trực tiếp COVID bất chấp. Mới đây thì ngày 7 tháng 3, tỉnh Thất Bồng Con cũng đã bị bế đi một số người, đặc biệt là Lê Tùng Vân được bế đi lần hai. Trong đó thì có một số đội nghiệp vụ của cơ quan công an điều tra đem cuốc xẻn và một số chú chó để mà đào bới, không biết là có những cái chi tiết tình tiết gì ở trong mật thất của Lê Tùng Vân. Mới đây, tình báo dân trí và pháp luật ngày 7 tháng 3 đã cũng đã có một bài viết khám xét tỉnh Thất Bồng Lai xem xét khởi tố tội loạn luân. Theo tờ báo dân trí, cơ quan điều tra công an tỉnh Long An đã tiếp tục lấy lời khai ông Lê Tùng Vân và khám xét tỉnh Thất Bồng Con. Chiều ngày 7 tháng 3, trao đổi với phóng viên dân trí, lãnh đạo công an tỉnh Long An cho hay cơ quan này vừa hoàn tất việc khám xét nhà bà Cao Thị Cúc, 62 tuổi, ngụ tại xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, hay còn gọi là tỉnh Thất Bồng Con, thiền am bên bờ Động Đẻ. Việc khám xét để củng cố thêm những chứng cứ tội lợi dụng quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích tổ chức của nhà nước, tổ chức cá nhân theo điều 331 Bộ luật hình sự, đồng thời thu thập thêm chứng cứ để xem xét khởi tố tội loạn luân chiếm đoạt tài sản tại tỉnh Thất Bồng Con, đại diện công an tỉnh cho thông tin. Cũng theo vị lãnh đạo này, hiện công an tỉnh vừa hoàn tất việc khám xét và đang tổng hợp để làm báo cáo về quá trình khám xét, thu nhập chứng cứ mới. Khi có thông tin mới, công an sẽ chính thức thông báo, đưa thông tin cho công chúng, quý nhân gia cùng xem. Thông tin có thêm người tại tỉnh Thất Bồng Lai bị bắt là không chính xác, đại diện của công an tỉnh khẳng định.
đầu năm 2022, công an huyện Đức Hòa, Long An đã khởi tố Lê Tùng Dâm năm sinh năm 1932, Lê Thanh Hoàng Nguyên sinh năm 1990, Lê Thanh Nhất Nguyên sinh năm 1991, Lê Thanh Trùng Dương sinh năm 1995 về tội lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, tổ chức cá nhân.